Xin chào cô chú anh chị, các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA, là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong làng hài của sống Mỹ nha. Dĩ nhiên khi mà thấy mình là mọi người đều hiểu rồi đó, sắp rất có chuyện tranh cãi. Chào mọi người, thông cảm cho cái hoàn cảnh làm video của mình nha, tại vì mình đang chờ vợ mình, ok. Nhưng mà trong lúc này mình đang ngẫu hứng lên, không phải là ngẫu hứng, mình thấy anh Đạt Nguyễn, Đạt Nguyễn CC, Đạt Nguyễn cuộc sống Mỹ, Đạt Nguyễn thời nay, nói chung là tại vì anh có 3 kênh. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Cái nội dung trong cái video của ảnh là mình khá là ngứa miệng, ok. Trước tiên là anh Đạt Nguyễn này nói chuyện cũng ok, nhưng mà quan điểm cá nhân quá. Và thứ hai nữa là gì? Anh chống vaccine, ok. Mặc dù á, anh Đạt Nguyễn này nè, anh nói chuyện là lúc nào anh cũng nói mình không có chống vaccine nha mọi người, ok. Mình chỉ đưa ra số liệu. Nhưng mà excuse me anh Đạt ơi, anh đúng là anh chống vaccine đó, ok. Chứ không có đưa ra số liệu gì hết. Trước tiên á, bây giờ là mình sẽ cho anh biết anh chống vaccine nha, anh Đạt Nguyễn đó anh chống vaccine như thế nào. Trước tiên á, ảnh hay dùng những cái số liệu là ok, bây giờ á, dịch bệnh ở trên nước Mỹ tăng cao, hay giờ bên Anh, bên châu Âu đồ tăng cao, vậy thì không biết vaccine nó có work hay không. Cái đó đã là chống vaccine rồi đó anh Đạt Nguyễn, tại vì sao? Dịch bệnh ở bên nước Mỹ này hay bên châu Âu nó có tăng, thì cái số lượng tăng đó nó thuộc cái nhóm nào trong thành phần dân số? 90-mấy% những cái người mà bị nhiễm bệnh cụ nà bây giờ, 99% số ca tử vong vì cụ nà ở trên nước Mỹ này hay là bên châu Âu nói chung là đều là thuộc thành phần chưa được chích vaccine đó, mọi người thấy không? Nhưng mà dĩ nhiên anh không có đề cập cái vấn đề đó cho mọi người biết, anh chỉ nói là wow, dịch bệnh ở trên nước Mỹ này tăng cao, vậy thì có vaccine nó có hiệu quả hay không, hay thậm chí là như bên cái quận hạt LA ở bên California đó, nó kêu là người dân phải nên đeo khẩu trang, nó bắt buộc đeo khẩu trang, vậy thì không biết vaccine có hiệu quả hay không, có nên chích hay không. Đó là chống vaccine chứ còn gì nữa, tại vì sao không? Cái thành phần mà bị nhiễm bệnh nhiều nhất hiện giờ là thuộc thành phần chưa được chích vaccine. Chưa được chích vaccine, cơ thể họ mới chưa có miễn dịch, họ mới bị, khi mà họ bị phơi nhiễm họ mới bị lây, ha, nó mới làm số lượng tăng cao, không? Nó đâu có liên quan gì tới cái thành phần 60-mấy% dân số Mỹ, tức là cỡ hiện giờ là cỡ 200-mấy chục triệu người đó được chích vaccine đâu, no. Nhưng mà dĩ nhiên anh không có dùng số liệu đó, ok. Mọi người thấy không? Đó là chống vaccine chứ còn gì nữa, còn gì mà khác? Phải không? Cái anh Đạt Nguyễn đó cũng như một số người mà gọi là cùng chung quan điểm với anh, nó nói vậy, thì chích vaccine như cũng bị lây vậy, chứ chích vaccine như cũng bị nhiễm bệnh vậy. Cái mấu chốt nằm ở chỗ đó, cái chống vaccine nằm ở chỗ đó đó. Vậy thì cho mình hỏi lại nè, ok. Cái số người mà bị chích ngừa xong rồi bị nhiễm bệnh của ông nào được mấy phần trăm? Trong tổng số cỡ 500 triệu người, phải không? Hiện giờ á, chỉ tính riêng nước Mỹ thôi, cỡ 250 triệu người đã được chích vaccine ít nhất là một mũi. 160-mấy triệu người Mỹ đã chích đầy đủ 2 mũi. Thì trong tổng số đó đó, có bao nhiêu ngàn người đã bị nhiễm bệnh? Cho 1.000 người, cho 2.000 người luôn đó. Vậy mọi người hãy thử làm cho mình một cái bài toán 1-2.000 người mà chia ra cho mấy trăm triệu. Tức là một cái bài toán mà gọi là đại số bình thường nhất thôi, bài toán nhân chia bình thường nhất thôi, ai đi học tới lớp 2, lớp 3 không chừng cũng biết làm nữa, thì mọi người sẽ ra được bao nhiêu? Sẽ ra là .00001 của 1%, tức là 1/1000 của 1%, là mọi người biết cái tỷ lệ nó thấp như cái mức độ nào không? Tức là nếu mà mọi người mua một tờ với số Powerball thì cái tỷ lệ trúng số Powerball nó vẫn cao hơn gấp nhiều lần so với cái khả năng mà mọi người bị nhiễm bệnh cụ nà gì sau khi mọi người đã chích. Vậy mọi người thấy không? Nhưng mà gì? Nhưng mà người ta không cho mọi người biết cái kiểu đó. Thì vậy là chống vaccine chứ còn gì nữa. Trước tiên á, vaccine á, trên đời này á, đối với khoa học không có cái loại nào mà gọi là tuyệt đối 100% hết. Ngay cả vaccine cụ nà đi nữa, nó 90-mấy% mà chúng ta nên hiểu là gì? 90-mấy% á, nó đã là cao nhất trong lịch sử rồi. Cái vaccine mà ngừa cúm mọi người chích hàng năm á,
nó chỉ cỡ 65-60% hiệu quả. Cái vaccine mà gì nè, sởi nè, measles, rubella đồ mà con cái mọi người chích để mà được đi học á, nó chỉ hiệu quả được cỡ 80-90% mà. À, nói chung á là không có cái loại nào mà nó hiệu quả nhiều hơn của nà hết. Mà của vaccine không mà đưa nè với Pfizer đó, nó cũng chỉ có 90-mấy% thôi. Đâu có ai nói nó 100%. Không? Nhưng mà cái idea đây là gì? Cái tỷ lệ nó vô cùng thấp. Nó hoàn toàn không đáng kể. Tại vì sao? Nó chỉ là thuộc dạng là 1 phần triệu của 1% mà, là mọi người biết cái số lượng nó quá trời nhỏ luôn rồi. Thấy không? Mà cứ nói trời ơi thì chích vô rồi cũng bị vậy. Vậy là chống rồi chứ còn cái gì nữa. Chống rồi chứ còn cái gì nữa. Thấy không? Ok. Đã, đâu có chuyện mà tuyệt đối là ngừa 100% ở đây được. Không có, trên đời này không có cái loại thuốc đó. Chúng ta phải chờ đâu có công nghệ của người ngoài hành tinh hay sao á. À, nếu mà như vậy mà cũng chưa đủ để chứng minh là cái anh Đạt Nguyễn này anh chống vaccine á, thì anh hay dùng cái số lượng như nè. Vaccine nào cũng bị gọi là bị side effect, tức là bị phản ứng phụ hết. Vaccine nào cũng có người chết hết. Nói thật ra là không có vaccine nào an toàn hết. Thì lại một lần nữa mình xin tuyên bố anh Đạt Nguyễn này là anh là người chống vaccine, ok? Rất chống vaccine luôn á. Tại vì sao? Trước tiên là gì? Anh hay dùng cái số lượng mà cái gọi là trong toán học nó gọi là cái phần nho nhỏ để mà anh làm thí dụ. Trước tiên nếu mà đi học mà làm cái thí dụ kiểu đó là sẽ bị không điểm. Tại vì mình không... Chờ mommy một chút. Tại vì không thể nào dùng cái số lượng nhỏ mà làm cho số lượng lớn được hết. Không? Mọi người nghĩ sao? Để mình quay lại cái thí dụ mà trúng số với xét đánh này. Không? Thí dụ trời mưa, mọi người đi qua ngoài đường thì cái xác suất mọi người bị xét đánh á, nó vào khoảng đâu cỡ 1/10,000. Nhưng mà mọi người nghĩ là cái khả năng đó nó có xảy ra không? Hiếm lắm, ok, rất là hiếm. Và mặt khác, trúng số trên đời này á, mỗi năm hay mỗi mùa xổ số đều có người trúng số đúng không? Nhưng mà mọi người nghĩ xem có dễ trúng số không? Rất là khó trúng số. Nhưng mà cái idea ở đây là gì? Cái đó, cái khả năng á, cái xác suất hay toán học nó gọi là gì nữa? Xác suất thống kê nó quá trời thấp đi. Đồng ý là cái khả năng nếu mà mọi người mua vé số là mọi người sẽ có khả năng trúng số đó. Vấn đề là gì? Cái khả năng nó vô cùng thấp, nó không đáng kể. Thì chích ngừa. Again, theo lời của anh Đạt Nguyễn này á, thì mình nói anh chống vaccine là sao? Anh hay nói là ok, vaccine trên đời này không có loại vaccine nào an toàn hết. Vaccine Moderna, Pfizer hay Johnson gì nó cũng không an toàn hết. Không? Trước tiên á, xong rồi sau đó anh thí dụ là bao nhiêu trường hợp tử vong gì ở trên thế giới vì chích vaccine á. Nhưng mà anh không cho mọi người biết một cái bài toán học mình cho mọi người biết hồi nãy. Ok, stop. Đó là trên tổng thế giới mọi người nghĩ thôi. Mấy từ bên châu Âu sang châu Á sang châu Mỹ này. Tính ra là có cả tỷ người. Cả tỷ người trên thế giới đã chích được vaccine của Pfizer mà đưa nè với Johnson. Stop. Bà Nhi nói tiếng nữa là về nhà dẫn con xuống basement đó. Để ta xuống. Lấy mình sửa lên không? Không, trên toàn thế giới có cả 1 tỷ người là chích đủ nào vaccine mà đưa nào Pfizer Johnson rồi thậm chí vaccine của mấy anh khựa nữa, thậm chí vaccine của Nga nữa. Nhưng mà cái số lượng tử vong vì chích vaccine á nó được bao nhiêu người, cho mọi người cộng hết lại tất cả các ca trên thế giới luôn á, so với 1 tỷ người, thì mọi người hãy tưởng tượng làm một bài toán xem. Nó quá trời thấp đi, thấp đến cái mức độ mà coi như là không đáng kể nữa. Đồng ý là gì? Cũng có người chết, đó là một sự không may. Nhưng chúng ta nên hiểu là gì? Trong khoa học á, là không có cái gì là tuyệt đối an toàn 100% hết. Đó là cái nguyên nhân vì sao mà thế giới người ta mới bắt. Nước nào nó bắt được chích vaccine nó bắt. Còn nếu mình bắt không được phải không? Thì ai mà chích vaccine nó cho nhập cảnh, nó mở cửa, nó không cách ly. Đó là câu trả lời thế giới đó. Không, thành ra mình có thể chắc chắn 100% anh Đạt Nguyễn này là một người chống vaccine. Mặc dù lúc nào cái miệng của anh cũng là mình không có chống vaccine, nhưng mà cái cách nói chuyện và cái quan điểm đó đã là chống vaccine rồi chứ còn cái gì nữa.
Ok. Thôi video nó dài, xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.